try to resist being last on your list, but no order hurt me. So I'm saving all my love for you. Hay, rất là đẹp. Hay quá. Tuyệt vời. Thực sự là nghe Minh ngày xưa nghe Minh hát những bài này rồi. Dạ. Đã thấy hay rồi, nhưng mà thật sự trong cái không khí này còn thấy hay hơn cơ. Dạ. Cái hồi ấy khi mà Chu Minh hát những cái bài của Whitney này, của dạ. Celine này, khán giả đón nhận thế nào? Cái này là mình còn phải nói là ở đâu nhanh nhá. Ừ. Tại vì mỗi một sân khấu á, thì có những khán giả khác nhau. Thời đầu tiên khi mà em tập em hát I Will Always Love You á, thì em nhớ rằng là em đang đi khắp nơi để em hát cho nó nhuyễn, cho nó vào người em á. Ví dụ như em được hát hai bài, thì bài đầu tiên em sẽ hát là đường vào tim em ôi băng giá, trên môi đông mây vẫn hay đi về. Từ đấy là khán giả vỗ tay nhiều lắm nha, anh ơi hào đồ là kia. Xong tới bài thứ hai em hát And I will always love you. I... khán giả đứng lại buồn buồn đi về. Sao đó khán giả đứng dậy ùn ùn đi về, mặc dù em cứ thống thiết ở trên này I will always love you, 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 mà you, 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 you đứng dậy đi về hết trơn. Tấn tèm. Dạ. Nhưng mà với cái bài hát đó thì em hát ở trong phòng trà thì những cái tiếng vỗ tay rất là vang dội, rất là tuyệt vời. Vâng. Chứ mình đã thi, gọi là thi hát như kiểu battle, nghĩa là thi đấu với cả ca sĩ khác bao giờ chưa ấy? Không, chưa. Chưa à? Em có làm... em dạy người ta đối đầu nha anh. Rồi. Thế còn bản chất em thì em chưa làm thí sinh bao giờ. Rồi thế thì bây giờ chúng ta cùng xem đoạn clip sau đây nhá. Thế à, xem thí sinh à? Thí sinh em dạy à? Sau đây là đoạn. Ôi trời ơi. Đây còn được cư dân mạng gọi vui là khúc giao tranh thanh nhạc giữa hai giáo chủ. Thông minh hôm nay rất là đẹp. Lê Linh cũng thế. Mở đầu là những lời khen dịu ngọt, chị em cầm tay nhau tình thân mến thân. Nhưng mà thế đấy là lịch sự mà. Tại vì lúc đó thấy Thu Minh, mình á là người khi ở trên sân khấu hoặc là khi ở ngoài đời á, mình không bao giờ khen ai cái gì mà nếu mà mình không nghĩ thế. Thì lúc đấy chắc là trực, tự nhiên quay ra nhìn thấy bạn đẹp thì khen. Thế mà trên mạng họ cũng này nọ, suốt ngày bảo là cứ làm như là tôi khen vậy mà tôi không phải là ý như vậy ấy. Thì mọi người thử xem lại có đúng là Thu Minh rất xinh không? Xin phép đồng ý là Thu Minh rất xinh. 2/3 bài hát đi qua trong êm ả, giọng hát chị em hòa quyện như chồi non nảy nở mùa xuân. Cho đến khi với bao niềm tin yêu năm nào á, cứ đến hẹn lại lên là đến bắt đầu chuẩn bị mùa xuân, chuẩn bị lại rộn ràng xốn sàng ở trên mạng là bắt đầu lôi bài này ra. Không hiểu sao luôn đấy, tự nhiên lại thành trend ấy. Năm nào như năm nào mình xem lại mình thấy ai mà thế có sao nhỉ. Bây giờ thì đã bắt đầu sao hơn chưa ạ? Bởi vì đoạn này đáng lẽ là Mỹ Linh sẽ hát với một giọng nam và giọng nam sẽ đè cho Linh. Nhưng mà Minh nó rất là hy sinh, nó đã phải đè cái giọng nam, là nó phải trồng lại một quãng ba lên so với cả Linh. Mà Mỹ Linh lúc đó là riêng cái đoạn này là đoạn cao trào, bản thân nó đã rất là cao rồi. Thế bà Minh đã lại phải trồng thêm một quãng ba nữa thì bà chả phải gồng, bà hát thì bà hát làm sao được. Thế nên là hai bà chả phải gồng cứng rằng mà hát với nhau. Thế mà mọi người lại cứ bảo là là tại vì thế là thành ra là khúc giao tranh. Ai giao tranh gì đâu, thì đang giao lưu mà. Nếu mà không giao lưu thì làm sao mà xong ca được. Đây là giao lưu, khán giả nhớ nhé, là giao lưu. Xin cảm ơn sự thăng hoa hòa hợp của hai ca sĩ. Xin hết ạ. Anh ạ. Thì lúc đấy đó là bên ban tổ chức là yêu cầu là em với Linh hát bài này. Thì gặp nhau có đúng một buổi trưa
rồi xong tối hát luôn. Em còn chưa kịp thuộc lời nữa. Tại Linh rất là hy sinh, nói đây là Linh, nói là Linh là Minh hy sinh, nhưng thật ra là người hy sinh là Linh chứ không phải là Minh. Tại em với Linh cứ hay mày tao mà, bài của tao. Mày cứ hát đi, mày hát đâu được thì mày hát, tao bao cho. Thế mình bảo rồi, cảm ơn Linh mày cứu vớt đời tao. Là quãng em cao hơn của Linh. Thì đáng nhẽ những cái câu bè cao phải là em hứng mới là đúng. Nhưng mà melody chính mình còn chưa thuộc xong thì làm sao mình hát bè. Thế là Linh mới để em hát. Chính vì như vậy, có những cái câu bè, cái quãng cao quá thì Linh phải cố gắng hết mình. Thì đâm ra nghe nó cảm giác như là nó mạnh mẽ quá, nó như là giao tranh hơn. Hai người hát lại bài này. Hát lại bài này. Bọn anh chúng tôi sẽ hát lại bài này nhá Linh. Rồi, Linh nhá. Okay, sẽ có một buổi như thế. Anh phải hòa âm phối khí lại cho hai cho em nhá. Anh sẽ làm thật hay bài này. Đúng làm rồi. Lại. Xong rồi mình post trên mạng đấy. Đúng rồi đây. Chiếu phải như thế. Bây giờ muốn có khúc giao tranh phải không? Bây giờ mới giao tranh đây này. Bây giờ mới giao tranh đây này. Ok, nhất trí. Đó. Mỹ Linh nhá, Mỹ Linh đang xem chương trình nhận này luôn, nhá. Nhận lời với luôn. Cả nhận luôn. Thu Minh nhá là sẽ hát lại cái bài khúc giao mùa này để xem thực sự nó cũng giao tranh nó thế nào. Dạ vâng. Ok ngay.